Võ đạo. Một đội lân đặc biệt, một đội lân là những đứa trẻ tật nguyền, mồ côi, kém may mắn trong đời. Một người thầy đặc biệt, một nhà giáo ưu tú của trường sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Một lớp võ đặc biệt với những võ sinh đến từ hè phố, mái ấm, nhà mở, được sư phụ cấp bạch đai tuyệt kỹ 18 trên 18, đẳng cấp cao nhất của võ cổ truyền Việt Nam tận tình chỉ dạy. Hơn nửa thế kỷ đam mê võ thuật và nghệ thuật, võ sư Thu Vân đã gần như chạm đến những đỉnh vinh quang của nghề nghiệp với chưởng môn phái Thu Vân Võ Đạo, phụ trách một hệ thống 8 võ đường nổi tiếng tại Paris, Pháp, chủ nhiệm câu lạc bộ Cascadeur lừng danh, tác giả của nhiều cuốn sách về nghệ thuật vũ đạo và võ đạo. Thế nhưng với người nữ võ sư này, con đường vẫn còn đang ở phía trước, cho dù đó là con đường rất gần đến bến cuối cuộc đời. Trước kia khi tôi chưa học võ, thì mọi người đi ra ngoài thì có người hay ăn hiếp mà không biết cách nào để tự vệ. Từ khi cô Thu Vân vô dạy thì em cảm thấy tự tin và có võ và tự vệ cho mình. Giữa đời với đạo là hai cái như một thôi. Cuộc đời, nhưng mà trong cái việc ấy, cuộc đời thì phải làm rất nhiều việc, nhưng mà luôn phải có cái đạo, có cái tâm đạo. Năm 2006, căn bệnh ung thư di căn của người nữ võ sư tài hoa này đã bước vào giai đoạn cuối. Nhưng với bà, nỗi đau thể xác của mình làm sao bằng nỗi đau thiếu thốn, nghiệt ngã của những đứa trẻ nghèo khuyết tật mồ côi. Bà đã đứng ra lập một dự án mang tên Lớp Võ Tình Thương, với hệ thống gần 20 võ đường ở các mái ấm, nhà mở, trung tâm trẻ mồ côi khuyết tật và các đình chùa để dạy võ miễn phí cho trẻ em nghèo khuyết tật. Bà thường nói với những ai hỏi về cuộc đời bà: gia tài lớn nhất của tôi là võ đường ở 15 trung tâm trẻ khuyết tật và 4 ngôi chùa. Có những lúc ngã bệnh, cô nằm trên giường bệnh mà ngồi dậy rồi là nhớ tới trung tâm dạy nghề, là đến trung tâm dạy nghề liền. Những lúc sức khỏe cô không có thì cô cử những học sinh của cô, những đệ tử thân thích ruột thịt đến đây để hướng dẫn. Đây bác đúng rồi, đánh cho họ đỡ, bắt rồi đáp, ok. Cụ Nguyễn Du cũng đã có nói rằng chữ tâm chỉ mới bằng 3 chữ tài, mà võ sư Thu Vân phối hợp lại đủ hết cái tài, cái đức, cái tâm, mà luôn luôn đi ra làm việc không có bao giờ nghĩ mình mà nghĩ cho người, thì cái tâm mà vô ngã đúng như tư tưởng của đạo Phật đó, làm cho võ sư Thu Vân có một cái tình thương rộng rãi, cái tình thương bác ái đối với tất cả những mọi tầng lớp của dân tộc Việt Nam mình. Hồ
Hôm nay ngày cuối tuần. Từ nhiều năm qua, dù đang mang trọng bệnh trong mình, nhưng Võ Sư Thu Vân vẫn đều đặn về tận một ngôi chùa heo hút miệt Thủ Thừa Long An để truyền niềm đam mê võ thuật cho những đứa trẻ bất hạnh. Tuy sức khỏe không tốt, đứng ngồi khó khăn, nhưng khi nhắc đến các em, nhắc đến võ thuật, cô như quên hết và tiếp tục cùng các em tập luyện. Giặc lâm le xâm lược! Giặc lâm le xâm lược! Ta không thể ngồi yên! Ta không thể ngồi yên! Võ đạo của bà luôn ẩn chứa tinh thần Phật Pháp. Đó chính là tự tu, tự rèn luyện bản thân để đạt đến cảnh giới cao độ. Đi bằng mũi chân. Mời. Tay nào? Tay phải. Cái tay này đâu? Giặc nguyên sang xâm lấn nước ta. Giặc nguyên sang xâm lấn nước ta. Nói lại, đứng vào đây. Có đâm em chết thì có phải cười được. Giặc nguyên sang xâm lấn nước ta. Toàn người các bạn cùng nhau định đó là không vui. Phải tức giận lên. Mời các bạn chúng ta cùng nhau tuyên thệ. Giặc nguyên sang xâm lấn nước ta. Giặc nguyên sang xâm lấn nước ta. Chùa Thọ Vân dạy đây là một cái ý nghĩa to lớn đối với chùa. Các em nơi đây là những đứa trẻ cơ nhở. Chào bà Tân. Thiếu tình thương. Các em coi cô là một người thân, tiếp thu những kiến thức của cô. Bơi. Để cho rèn luyện bản thân. Đúng rồi. Có một cái sự tự vệ của nó khi lớn lên. Tâm thức võ đạo của nữ võ sĩ Thu Vân cũng là cách thể hiện tinh thần bi trí dũng của nhà Phật. Lòng bi chính là muốn xoa dịu nỗi đau của người khác. Cái trí của người luyện võ chính là đưa kiến thức tích tụ, phân biệt phải trái trong hành xử của tâm đạo vào trong võ đạo. Và cái dũng chính là kiên trì vượt qua khổ luyện và mang đến cho đời sự công bằng, dũng khí thông qua võ thuật. Với bà, học võ không chỉ là rèn luyện thân thể, nâng cao thể lực, mà tâm thức võ đạo mà bà đã hun đúc trong cả cuộc đời chính là rèn luyện đạo đức, tu tâm. Học võ chính là học làm người. Dòng đời như luồng tâm thức, lúc thịnh, lúc suy, lúc hưng phấn, lúc khổ đau. Đem đạo vào võ là mở rộng một cánh cửa dẫn đến quyền pháp chuyển hóa từ tâm. Đạo xoa dịu tâm trí, võ giữ thân tráng kiện. Đạo nâng cao tinh thần, võ rèn luyện thân định. Đó chính là tâm thức của võ đạo. Cô là một người rất gần với đạo. Tuy là cô người đời, nhưng cái tâm hồn cô rất gần với đạo. Cô luôn lúc nào cũng xả thân, lúc nào cũng nghĩ mình sẽ giúp được những đứa trẻ cơ nhở, mồ côi, lang thang, tật, đủ mọi cái tầng lớp khổ cực trong xã hội. Nhờ cô, các em đã được tự tin biểu diễn trên sân khấu trước đông đảo mọi người. Cô đã đẩy lùi sự tự ti trong các em, đem lại cho các em niềm vui hòa nhập và xứng đáng đón nhận những tràng vỗ tay khâm phục của mọi người. Tâm đạo là cần thiết, đạo đức là cần thiết, trong võ thuật lại càng cần.